Chào cả nhà, em đã đến rồi đây. Xin chào mừng cả nhà đến với cái kênh dài ba ta nữ HP. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho cả nhà cách một cái cách đơn giản là dài độn gót có gì đặc biệt nha cả nhà nha. Đây là một đôi dài độn gót bình thường cả nhà nha. Dài độn gót nó có chiều cao nâng gót. Đây là cái gót của nó. Gót của nó cao, chiều cao là 5 phân. Phía trước cao từ trước ra làm sao? Ở phía trước cao có chiều cao là 4 phân. Và phía bên trong ở sau gót đây có thêm 2 cm nữa, là trong ngoài cái gót của mình là có chiều cao là 7 cm nha cả nhà. Khi cả nhà đi á, nó rất là dễ kết hợp đồ nè, cái hạch đầm nè, quần jean nè, mình có thể đi chơi thoải mái diện, buổi tối đi chơi hoặc đi tiệc đều được cho cả nhà. Nhưng mà khi đó thì nó có điều trái ngược của nó là cả nhà mà mình đi chơi xa, đi leo núi hoặc là đi những nơi mà nó gập ghềnh chút xíu thì mình không thể nào mình lựa một cái đôi dài độn như thế này được. Và khi cả nhà đi đi tập thể dục nè, mình cũng không thể nào mình lựa một đôi như thế này, vì cái độ cao của nó sẽ làm cho mình đi rất là mỏi chân. Mình tại vì tập thể dục mình cần cái độ nhẹ nhàng thì mình không thể nào mình lựa chọn nó được. Đó là những cái cách mà lựa chọn dài độn mà nó dễ dàng nhất để cả nhà có thể thoải mái mình lựa chọn cho cả nhà. Nếu cả nhà yêu thích có thể like và subscribe trang của em để động viên cho em, để em có tinh thần làm thêm nhiều video tiếp theo nữa nha cả nhà. Em xin chào cả nhà.